Sao lại khóc chứ? Có phải quá ấm ức hay không? Đúng ha. Bây giờ mới nhớ, thì ra là chưa có ăn tối. Tên Lý Chấn Tống xấu, dẹp đi. Tôi không phải đang khóc vì anh đâu. Tôi ghét nhất là loại người giống như anh á. Tôi ghét anh. Cách nói chuyện cũng xấu, thậm chí cái tên nữa. Lý Chấn Tống là cái gì chứ? Lý Chấn Tống, anh từ đầu tới chân không có điểm nào khiến cho tôi hài lòng hết, anh biết hay không? Anh đúng là thằng đàn ông thối mà. Mẹ, rồi sao, người đó có muốn kết hôn với con không? Con đã nói là con không muốn, nhưng anh lại nói nếu con không đồng ý thì anh sẽ chết vì con. Có phải là con đang bị khó xử lắm không? Đừng thấy bề ngoài của con mà khi dễ. Từ lúc con đi học mẫu giáo đã có nhiều người đeo đuổi con lắm rồi. Ai, cứ nhắc tới đàn ông là phiền quá à. Cho thêm dĩa nữa đi. Anh xin lỗi nha, hôm nay đã hết rồi. Cái này tôi chỉ có đụng đũa, cô muốn ăn không? Cô có thể cho tôi 10 phút để nói được hay không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Chỉ một dĩa thức ăn này mà muốn tôi 10 phút hay sao? Dạo này các người coi tôi là cái gì chứ? Cô là cổ Thái Yến, nhân viên quỹ tín dụng Hoàng Hải. Ông biết tôi? Tôi là công tố viên của đội điều tra đặc biệt số 2. Công tố viên? Tôi đi thẳng vào vấn đề. Hiện giờ giám đốc Bạch Quang Thái, ông đã mất tích. Như vậy quỹ tín dụng của Hoàng Hải sẽ có khả năng bị phá sản. Thì sao? Nếu cô giúp chúng tôi có thể giúp cho cô có một công việc mới hoặc có thứ gì khác. Ý của ông muốn nói là ông giúp tôi? Thực ra tôi muốn một người phải ngồi tù. Không, bỏ đi. Làm lớn chuyện chỉ khiến tôi thêm xấu hổ. Ăn cái này được không? Hãy liên lạc với tôi chờ cô.